Em xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ Và mua bán xe cũ hôm nay sẽ cập nhật gửi đến anh chị và các bạn thông tin giá bán Cũng như là chi tiết Chiếc xe Toyota Land Cruiser VX 4.6 V8 Sản xuất 2013, đăng ký tên tư nhân Biển Hà Nội Xe đã được lên form buổi năm 2016 Với những chi tiết cùng với hệ thống mâm Được độ lên rất nhiều đồ chơi Thông tin chi tiết cụ thể thì anh chị hãy cùng em à, theo dõi sau đây. Với tổng quan về sơn si cũng như là các phần ngoại thất của chiếc xe thì nó vẫn giữ được trong tình trạng rất đẹp. đã có trang bị bậc lên xuống là bậc cứng, cùng với hệ thống kính à, đã dán kính màu rồi. ở phần đầu xe thì nổi bật với những cái chi tiết đèn bi, cũng như là cái hệ thống mặt lưới tản nhiệt to bản với những viên mạ chrome tạo lên cái vẻ nhìn về khi nhìn vào đầu xe trông mạnh mẽ hơn, thể thao hơn, cứng cáp. Đây là một mẫu xe vượt mọi địa hình, được mệnh danh là vua địa hình của nhà Toyota. Với khả năng vượt trội khi di chuyển đường trường và đường đèo núi một cách dễ dàng. Mẫu full size của nhà Toyota ngồi rất là rộng rãi và thoải mái sẽ đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Nên khi mua về thành phố lớn thì anh chị và các bạn sẽ không bị mất hai triệu tiền biển nữa, Anh chỉ mất phí đổi biển thôi. Ừ. thì tổng quan thì em sẽ quay qua một phần ngoại thất cũng như là nội thất để anh chị cùng em tham quan. với không gian nội thất bên trong với hệ thống ghế da màu đen. ở phần cánh cửa thì nó có trang bị táp bọc da với những phần ốp gỗ, với những chất liệu cao cấp, ốc bản lề ở cánh cửa. Em quay qua để anh chị và các bạn có thể tham quan Một mẫu xe 7 chỗ rộng rãi Địa hình Để anh chị và các bạn có thể vượt Tổng quan chi tiết với những cửa gió điều hòa trên trần Và chính giữa trung tâm Không gian ngồi rất là rộng rãi và thoải mái Chất lượng thì phải nói là rất là hoàn hảo đây là những cái chi tiết ở phần cánh cửa, cánh lái của chiếc xe với những phần uh, ly rồi là những các phím điều chỉnh nhớ ghế lên xuống kính và những phần ốc bản lề của cánh cửa của chiếc xe thì nó vẫn giữ được trong tình trạng rất là hoàn hảo đây là những cái phần chi tiết bậc lên xuống để anh chị bạn thể tham quan mọi chi tiết từ những phần tem mát của nhà sản xuất nó vẫn còn nguyên đây sản xuất là 2013 anh chị ạ với chất lượng ghế lái và ghế phụ của chiếc xe thì nó vẫn còn trong độ hoàn hảo cao và có trang bị hộp để đồ cũng như là các phím tiện ích để anh chị bạn có thể điều chỉnh như là gai cầu rồi là làm mát ghế sấy ghế để lộ, màn hình cùng với vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng phía sau là cụm đồng hồ hiển thị thông tin vòng tua và các thông số an toàn ở trên phiên bản này nó có trang bị đầy đủ phanh khoảng cách giữ làn đường đầy đủ cho các bác một chiếc xe nó trang bị cũng rất nhiều công nghệ an toàn. Đây là những cái phần gựa chỉnh gương cũng như là chống chân trượt. rất nhiều tiện ích. Và bây giờ ta sẽ cũng xong qua một chút về cái phần máy móc để anh chị và các bạn cùng em đánh giá chất lượng của chiếc xe này. Với chiếc Toyota Land Cruiser VX 4.6 V8 sản xuất 2013, hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn trong khoảng giá lanh quanh 2 tỷ. Thông tin cụ thể thì các bác hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình Em sẽ hỗ trợ thông tin Địa chỉ để các bác có thể qua lái thử là 549 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội Trong video thì em chỉ quay cho anh chị và các bạn tổng thể về chiếc xe Chứ em không nói nhiều quá về tính năng option Thì anh chị và các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo